Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay Nghi sẽ review cái quán nhà hàng này là Sabu Sabu nè, là lẩu bò tái á. Bò nhúng là nó có nhiều đồ ăn giống như buffet bên Việt Nam mình vậy đó. Bây giờ Nghi cùng với lại chị Hạnh và chị Trúc sẽ vào trong quán này ăn, và bây giờ mời mọi người cùng theo chân Nghi vô quán này nha. Quán này có rất là nhiều đồ ăn luôn, nhưng mà bên đây thì như thấy đồ ăn không nhiều bằng như ở bên Việt Nam mình. Bây giờ mọi người đi chung với Nghi vào quán này nha. Là nó ghi gì ta, thi suri chị Trúc ơi. À chị Vin, chị Vin à, đây là cải xà lách để mình trộn nè, đây là kim chi, và wow, có chôm chôm Việt Nam mình nữa. Đây là dưa hấu nè, cà chua nè, đây là bánh tráng, cái này là khóm ngâm và cái tương bắp, bắp cải tím, bắp cải trắng, cái này rau giống như rau tía tô mà họ cắt ra đó. Đây là hành, củ dền và ba cái cải mầm. Đây là rau trộn với lại thịt lăn bột chiên nè. Này nấm xà đỏ que. Đây là thịt bò. Đây là nấm rau các loại. Đây là khoai tây nè, đây là ba cái cọng mì á với lại mì khói và cái tương để mình trộn rau. Còn cái này là miếng lạnh trộn nè. Đây là miếng lạnh họ ấy với đậu á. Cái này là kim chi nướng, mì dắt. Đây là thạch rau câu họ trộn, tương. Đây là sushi.
này là thịt bò chay, này nấm. Đẹp. Bên đây là há cảo chiên nè, khoai tây chiên, đây là tất cookie, đây là gà rán tẩm nước tương, cơm chiên nè, này là rau xào, rau hũ quả xào, còn cái này là thịt heo lăn bột chiên xếp chua ngọt, này là cộng giống như cộng mì Ý xào vậy đó. Đây là thịt heo. Còn cái này là như phở xào á. Bạn mình đang lấy thịt. Đây bàn ăn của mình đây. Thank you.
đông nhiều quá lấy rồi xịt ra xịt nước. Bye bye và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.